Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Hội nghị diễn ra thuộc chương trình thực hiện kế hoạch số 18 và quyết định số 19 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực. Mục đích và kế hoạch kiểm tra lần này tại Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân thuộc phạm vi đoàn kiểm tra yêu cầu, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý được những vi phạm, đồng thời biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt, mô hình kinh nghiệm hay, bảo đảm quy định quy tắc của nhà nước. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hôm nay Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề Tuổi trẻ mùa xuân đất nước. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Với gần 300 tư liệu ảnh, tài liệu, hiện vật, trưng bày chuyên đề Tuổi trẻ mùa xuân đất nước đã khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng, sự quan tâm, cổ vũ và tình thương của người dành cho thế hệ trẻ Việt Nam. Trưng bày đồng thời cũng giới thiệu những tấm gương tiêu biểu sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tấm gương Bác, những đóng góp nổi bật của thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung trưng bày gồm 3 phần: phần 1 Hồ Chí Minh thời thanh niên sôi nổi, phần 2 bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, phần 3 tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác, qua đó góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam trong học tập, lao động, sản xuất, đóng góp một phần cho sự phồn vinh của đất nước. Trưng bày chuyên đề được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 5 đến hết tháng 9. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về những vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC và bất cập tại một số dự án BOT giao thông. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Trong đó, Bộ quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Hiện vẫn còn 102 làn tại 23 trạm thu phí, cần tiếp tục lắp đặt các làn thu phí còn lại. Phó Thủ tướng cho rằng, trong khoảng 7 tháng qua, đã có gần 3 triệu xe dán thẻ ETC, đạt hơn 65% số phương tiện trên toàn quốc, là chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn lúng túng và chưa đồng bộ. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc thí điểm thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 1 tháng 6 là việc phải làm và không lùi thời hạn. Sau ngày 31 tháng 7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng, sẽ phải tiến hành xả trạm và sẽ có chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ. Hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đã làm việc với 17 bộ ngành cơ quan trung ương. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được giao cho các bộ cơ quan trung ương thuộc diện kiểm tra đôn đốc của Tổ công tác số 3 khoảng 12.000 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã phân bổ giao chi tiết cho từng nhiệm vụ dự án khoảng 10.700 tỷ đồng, còn lại chưa phân bổ chi tiết khoảng 1.200 tỷ đồng. Ước giải ngân 5 tháng của các bộ cơ quan trung ương tính đến ngày 31 tháng 5 khoảng 464 tỷ đồng, đạt 3,86% kế hoạch năm 2022, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 20,27%. Trong đó, 13 đơn vị dự kiến giải ngân rất thấp, dưới 10%. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các đơn vị ra soát kỹ tất cả các khâu, từ chuẩn bị dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng đến triển khai thi công, đôn đốc tiến độ, kiên quyết khắc phục tình trạng khi đưa vào danh mục đầu tư dự án chưa hoàn thiện thủ tục, thực hiện dứt điểm giải phóng mặt bằng trước khi triển khai dự án, rà soát kiện toàn năng lực các ban quản lý dự án. Người đứng đầu các bộ, cơ quan phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, chỉ đạo điều hành quyết liệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Chiều nay, đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc với tỉnh ủy Hà Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định vai trò xung kích tiên phong của Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, đồng thời là kênh thông tin quan trọng giúp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của tỉnh Hà Nam thời gian qua. Đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của cán bộ phóng viên báo Nhân dân để kịp thời cung cấp các thông tin chính thống của địa phương, góp phần định hướng dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.